những lưu ý khi đi ô tô trời mưa bão. Khi bắt buộc phải lái xe trong thời tiết mưa bão cần hết sức cẩn thận và lưu ý những khuyến cáo sau đây. Theo khuyến cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khi trời mưa bão có thể làm cho cây to bị gãy cành hoặc quật đổ ra đường, đè lên ô tô, dây điện bị cây đè bẹp dẫn đến chết người, xe ngập nước, chết máy, hỏng động cơ. Đó là những tai nạn rất dễ gặp phải khi lái xe trong thời tiết mưa, bão hãy tham khảo vài kinh nghiệm dưới đây để trước tiên là an toàn tính mạng. Sau đó là bảo vệ chiếc xe của bạn khỏi những sự cố đáng tiếc. 1. Không đổ hoặc đi xe dưới cây to. Nếu muốn ngồi chờ mưa ngớt, nên tránh dừng đổ ở những khu vực có nhiều cây to. Cố gắng tìm những cung đường cao và ít cây to dù có phải đi vòng để tránh dính ngập nước và tình trạng cây đổ. Cành rơi. 2. Xem xét khi đi qua vùng ngập nước. Bạn nên xem xét mức nước trước khi đi qua. Mức nước an toàn là an toàn là dưới 25 cm và không vượt qua tâm bánh xe. Ở trên mức đó bạn không nên liều lĩnh đi qua. Bên cạnh đó, cũng nên chú ý khi có xe chạy cùng chiều và ngược chiều vì có thể xảy ra hiện tượng tạo sóng, làm nước dâng cao hơn và tăng nguy cơ nước tràn vào đường nạp gió, vào lọc gió động cơ. 3. Tháo lọc gió, bạn nên xem xét mức nước trước khi đi qua. Mức nước an toàn là dưới 25 cm và không vượt qua tâm bánh xe. Ở trên mức đó bạn không nên liều lĩnh đi qua. Bên cạnh đó, cũng nên chú ý khi có xe chạy cùng chiều và ngược chiều vì có thể xảy ra hiện tượng tạo sóng, làm nước dâng cao hơn và tăng nguy cơ nước tràn vào đường nạp gió, vào lọc gió động cơ. Khi quyết định đi qua vùng ngập nước, bạn nên tháo lọc gió động cơ ra để lấy gió trực tiếp từ khoang động cơ vào, thay vì qua đường khí nạp theo xe để tránh cho nước khỏi vào động cơ. Sau khi vượt qua đoạn ngập lụt bạn có thể lắp lọc gió động cơ trở lại bình thường. 4. Tắt điều hòa và đi số thấp. Nếu để nguyên, xe sẽ tự sang số 2 khiến ga bị yếu, dẫn tới nước tràn vào động cơ thông qua ống pô. Chú ý không nên đạp côn xe số sàn khi qua chỗ ngập để tránh trường hợp chết máy. Khi lái xe trong vùng ngập nước, nên tắt công tắc điều hòa nút AC, đi số 1, chạy đều ga ở mức độ vừa phải, giữ cho nổ tròn máy, lái từ tốn với xe số tự động, chuyển sang chế độ bán tự động và để ở số 1, 5, ga và phanh. Khi đã đi qua chỗ ngập, bạn cần đi tiếp một đoạn, ra phanh để loại bớt nước trên đĩa, sau đó xuống kiểm tra lại động cơ, gầm xe. Nên hạn chế đạp thốt ga vì việc tăng ga mạnh sẽ khiến nước tràn qua lưới tản nhiệt, đổ vào ống hút. Ngoài ra, khi tăng ga đột ngột vòng tua máy lên cao, nếu nước vào sẽ dẫn tới hiện tượng thủy kích làm công tay biên. 6. Đừng cố khởi động lại, nên tránh mở cửa ngay khi xe bị chết máy mà cần chú ý tới mức nước. Nếu nước cao hơn phần thấp nhất của cửa ra vào, tuyệt đối không được mở cửa, vì sẽ làm nước bên ngoài tràn vào làm hư hỏng các hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, cần mở cửa sổ để ra vào xe. Nếu xe bị tắt máy đột ngột giữa vùng ngập, bạn tuyệt đối không tìm cách khởi động lại, nên rút chìa khóa điện, đẩy xe vị trí cao và gọi ngay cứu hộ. 7 gọi cứu hộ, luôn mang sẵn theo mình một số điện thoại cứu hộ giao thông khi cần thiết. Khi gọi cứu hộ, tài xế cũng lưu ý nếu xe trang bị số tự động, hệ thống tự động chống trượt, tự động cài cầu, tự động ổn định chống lật, hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian thì chỉ nên kéo xe bằng xe bằng bốn bánh không quay.